Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện Royal Place tại thành phố Thanh Hóa. Và hôm nay ở đây đang diễn ra một sự kiện, đó là sinh nhật Hội Đồng Niên 1978, Mậu Ngọ 1978, xứ Thanh được tổ chức và diễn ra tại đây. Xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn được xem những thước phim do chúng tôi tác nghiệp sau đây. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn. Cô gái Mậu Ngọ 1978, khách mời cũng như tất cả những chàng trai cô gái Mậu Ngọ 1978 trong trường xứ Thanh. Và bên đây chúng ta có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện Royal Place để rồi cùng chung vui trong sự kiện sinh nhật 5 tuổi Mậu Ngọ 1978 xứ Thanh hôm nay. Vâng, và xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của 20, Hội Đồng Niên Mậu Ngọ 1978 Xứ Thanh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe vị chủ tịch cũ Đồng Niên Mậu Ngọ Xứ Thanh và anh em mình sẽ có đôi lời với tất cả chúng ta. Mời các bạn đồng nghiệp đấy ạ. Xin mời. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là tôi chính thức là công bố là nhiệm kỳ chủ tịch của tôi đã kết thúc. Rất mong các bạn hãy đồng hành chia sẻ cùng chủ tịch mới chúng ta là bạn Quang Thiên Tiệp. Chúc bạn trèo lái, tiếp tục trèo lái con thuyền của họ chúng ta đến bến bờ của thành công. Xin chúc bạn sức khỏe và lòng nhiệt huyết để trèo lái con thuyền của họ chúng ta, người thuyền trưởng mới của chúng ta, bạn Quang Thiên Tiệp. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chứng kiến những bó hoa tươi thắm, những bó hoa tươi thắm chúc mừng tân chủ tịch mới bạn Quang Thiên Tiệp. Và sau những bó hoa tươi thắm này thì chúng ta sẽ xin mời những bạn trong ban quản trị Mậu Ngọ Xứ Thanh, chúng ta sẽ trở lên sân khấu để đón mừng vị tân chủ tịch mới. Đấy. Lắm ơi. Chào tất cả các hội nhóm, các thành viên của Mậu Ngọ Xứ Thanh, những người dành tình cảm rất là đặc biệt cho với cá nhân của Tiệp trong buổi lễ ngày hôm nay. Lần đầu tiên hôm nay thì hôm nay thực sự là rất là xào loạn. Hôm nay phải nói là chuyển giao của thế hệ này là thế hệ phiên bản này là phiên bản thứ 4 rồi, tôi nhớ nếu như không nhầm là phiên bản này là phiên bản thứ 4 rồi. Tôi nhận trước tân chủ tịch lần này là phiên bản thứ 4. Như số 4 thì thực ra nói nhiều người rất là không đẹp đâu, nhưng mà với tôi thì không sao cả. Vì hôm nay là ngày 23 mà hôm nay tôi thì với là nhận phiên bản bên thứ 4, có nghĩa là 234, có nghĩa là xe phá bản, nên là không sợ bất cứ điều gì xảy ra cả. Về cơ bản thì ban quản trị đồng đạt thống nhất là với phiên bản thứ 4 này thì chúng ta vẫn dùng bộ khung cũ, chỉ thay đổi bộ máy mới thôi. Máy mới thôi nhá, còn bộ khung của bác quản trị vẫn là khung cũ, dùng phiên bản 2022 là như thế. Không biết là cái cỗ máy này có vận hành chạy được hay không, thì phía sau đó các thành viên của Mậu Ngọ Xứ Thanh chúng ta là những lít xăng, những lít nhất để chúng ta đổ vào cỗ máy này chạy được hay không, và chạy nhanh được hay không, mạnh được hay không là các thành viên chúng ta phải cùng đầu tư hợp lực. Và tôi xin hứa với tất cả các thành viên Mậu Ngọ Xứ Thanh ngày hôm nay, với tư cách là tân chủ tịch mới phiên bản thứ 4 nhé, các bạn nên nhớ này là tôi sẽ cố gắng làm hết những gì tất cả có thể để đưa ngôi nhà của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn và mang bản sắc đúng của người con xứ Thanh, một địa linh nhân kiệt không nhiều như tỉnh thành các hội nhóm giữ được những cái lửa như ngày hôm nay của Mậu Ngọ Xứ Thanh đâu. Và lần đầu tiên tôi cũng xin được cảm ơn tới bạn là Liên Thanh, người nguyên là chủ tịch phiên bản đầu tiên của Mậu Ngọ Xứ Thanh, cũng đã đưa chúng ta về với những con người xứ Thanh 1978 chúng ta được gặp nhau rất là nhiều rồi. Và sau người Liên Thanh thì có người thứ nhất là Tuấn Binh, một trong những người mà hiện bây giờ là tôi nghĩ rằng người phát ngôn rồi đưa cho truyền chúng ta đến được ngày hôm nay cũng rất là trân trọng rồi. Qua những đại dịch Covid-19 chúng ta không được gặp nhau, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta lại trở về với đây. Và với tư cách là tân chủ tịch mới, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm của các bác, của các hội nhóm đã đến dự ngày buổi ngày ra mắt và nhận chức của tân chủ tịch mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chân thành các hội nhóm rất là nhiều. Tôi mới lên váy đỏ của Quang Thiên Tiệp. Bây giờ anh ấy đã thêm một trọng trách mới, vừa là chủ tịch của SC197 Xứ Thanh, và giờ đây thêm một trọng trách cao cả nữa, vô cùng quan trọng nữa, đấy là anh đã nhận trách nhiệm làm chủ tịch Hội Đồng Niên Mậu Ngọ 1978. Và chúng tôi những con ngựa nằm trong chuồng ngựa xứ Thanh tin tưởng vào anh, hy vọng anh sẽ đưa cho xứ Thanh chúng ta lên một tầm cao mới. Xin thay mặt cho tất cả những chàng trai cô gái trong chuồng ngựa xứ Thanh, xin chúc bạn Thưa quý vị và các bạn, sự kiện sinh nhật Hội Đồng Niên Mậu Ngọ 1978 xứ Thanh, sinh nhật lần thứ 5 đã thành công tốt đẹp. Và tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị, các bạn, đặc biệt là những bạn đồng niên 1978 đã đến dự lễ sinh nhật lần thứ 5 của Hội Đồng Niên Mậu Ngọ xứ Thanh 1978 chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn, chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc cũng như luôn gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.